Dâu chào đón hai mẹ con đến đây tham gia chương trình. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi ạ. Cô là Tô Hồng Thu, năm nay 55 tuổi, ở Bạc Liêu, nội trợ. Bạc Liêu, công tử Bạc Liêu ha. Dạ xin mời chị ạ. Em tên là Trọng Hồng Lam, em đến từ Bạc Liêu. Em năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp của em là bi ghi bán sữa. Hả? Bi ghi sữa, bán sữa. À, bán sữa. Mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu lâu rồi? Em làm dâu của mẹ là gần 5 năm. Wow, mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ có một bé rồi đó chị. À. Dạ, bé trai kháu khỉnh lắm. Lớn chưa? Dạ bé trai được gần 3 tuổi. À, cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình, cô có ấn tượng điều gì với cô gái này không? Lần đầu tiên là cô không biết thằng trai cô nó tổ chức sinh nhật nó rồi dẫn về. Thấy cô nói ủa con đi học rồi đó, giờ có bạn chưa? Cái nó nói có rồi mẹ ơi, cái chỉ Lam nè. Thấy cô mới nói mà con là Út, con phải lựa vợ cho mà cũng như có đức có hậu, tại vì mẹ không cần gì mà cần cái tánh tình hiền hòa, chứ giữ mẹ sợ lắm. Cái nó nói mẹ đừng lo, Lam biết chuyện lắm. À, biết chuyện lắm. Biết chuyện lắm. Nhưng mà khi cô gặp chị rồi cô thấy làm sao cô? Hả, rồi lúc cô gặp Lam là cô thấy Lam thấy thương, nhưng mà cái mặt Lam có mấy cái bớt ở đây nè. Cái cô nói trời sao thấy Lam tương hiệp quá à. Mà mấy dâu của cô, mấy đứa kia không có mà cô nói dâu Út mà thấy nó gì thấy tội quá à. Thế nên mẹ đừng lo, từ từ là chịu chị với nó cũng hết à. Dạ. Rồi sau thời gian cũng quen đâu cũng lâu à. Cái gì thấy Lam là mặt thấy hết rồi cô mừng. Giờ dễ mà, mấy đứa chữa dễ mà. Còn không biết chị, khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị có sợ hay chị lo lắng điều gì không? Nói ngay thì trước khi về á là em nghe đồn nhiều lắm. Nói trời mẹ khó lắm, nhà mẹ kỹ lắm. Rồi á là gung anh Nhận, lúc anh Nhận nói rủ về, nhưng mà anh Nhận không có nói sinh nhật, anh Nhận nói thôi bữa nay về nhà anh chơi. Mà em mới đút vô tới ngõ à, là thấy nè trời, cái nhà mà nó dài thường thường mà cái sân thì nó cũng rộng mênh mông, mà đặc biệt á không có miếng cỏ, không có miếng gác. Lo rồi đó. Lo sợ rồi. Dạ. Rồi thêm một cái đó là nghe nói là nhà mẹ đặt rượu nuôi heo, mà heo đâu phải nuôi một con hai con đâu, nuôi nguyên bầy. Rồi thêm nhà là nuôi vua làm vuông nữa. Trời ơi em nói chết rồi trời, nói bụng chết rồi. Rồi sau đó sao chị? Rồi sau đó thì nó ngay gặp thì lúc vô á là nhìn giáo giác chứ giáo giác. Ủa anh ơi, bác đâu, mẹ đâu? Với anh Nhận chỉ sao á? Cái hỏi ủa có thấy đâu, cái là nói ở dưới chuồng heo á. Tại vì á là nói luôn ra là cái chuồng heo, nhưng mà cái chuồng heo lúc em nhớ nó có là 6 con hay 7 con vậy đó, mà có con heo nái nữa. Em không biết nói ở đây quý vị với anh tin không ha, là không hề nghe miếng mùi mùi cái là có mùi gì không, có không hề nghe cái mùi mà giống như nuôi heo mà nghe mùi hôi á, không hề. Hay heo vậy ta? Lắm. Đúng rồi. Tới khu vực mà nuôi heo á là coi chịu không nổi luôn á. Đó, quý vị thấy không? Em đi xuống dưới lời của đầu rồi. Chết nữa. Kỹ quá. Tại vì á là mẹ nuôi heo, mẹ đặt rượu nữa. Cho nên đặt rượu thì ngồi mình thấy khiệu cháu. Sáng mà thức cỡ 4-5 giờ cô ở dưới không à, dẹp nhà trên rồi là cô xuống dưới cô làm suốt tới chiều 4-5 giờ chiều. 4-5 giờ là ở dưới chuồng heo rồi. Ở suốt tới mấy giờ tối? Suốt tới 4-5 giờ chiều cũng lên. Tại sáng làm cơm nước cho ông xã rồi ăn với con ăn rồi là cô xuống dưới cô làm suốt. Thì cô không lên ăn cơm hả cô? Cũng ăn ăn rồi có khi cô bới xuống sao cô ăn. Ăn với chuồng heo luôn hả? Vừa ăn mà vừa nấu rượu luôn. Tại vì đi bỏ đâu ai chụm. Đi nhà cô bốn thằng trai không à, không có con gái. Rồi cô... đi học đi làm hết trơn rồi. Chưa về mà thấy hơi khó ha. Mệt rồi đó. Nhớ cô ba với cô Tư, em nói không biết cô ba cô Tư có câu thân chỉnh không ạ? Cô ba nói Lam ơi, con chọn chỗ khác rồi Lam ơi. Cô ba năn nỉ con, cô Tư năn nỉ con. Cho nó trời ơi, gia đình người ta khó lắm, người ta kỹ lắm con ơi. Cái con mới nói trời, kỹ thì kỹ, khó là khó, con đâu làm biếng làm nhát đâu. Cháu cô mà, tự tin lắm. Nhưng mà thật sự em làm biếng lắm. Nhưng mà về nó có phụ nuôi heo nấu rượu nuôi tôm gì không? Thì Lam không có nấu rượu, vì cô không có cho tôi, cô bốn dâu không có đứa nào biết nấu rượu cho nên cô làm bao hết trơn à. Tại vì mình nuôi heo mình nấu rượu cái mình lấy hàm cho heo ăn á. Rồi có nuôi cá không? Có nuôi cá nữa, nuôi cá sấu rồi nữa. Tại trời vì ơi. Ở dưới cái đìa đó phân heo xuống thì có cà phê, rồi nuôi bắt cá sấu, cá nó đi lên cho cá sấu ăn. Nuôi cho cá sấu nữa. Dạ. Chăm sóc cá sấu sao? Cá sấu thì như mình bữa cho ăn rồi, nhỏ thì mình sắt ra mình bệnh cho ăn, tới lớn thì cũng như cho ăn bữa mấy chục ký gì đó. Mà cá nó ăn cho mình ngồi gì? Gần cho nó ăn thôi sao? Qua cái như cái chuồng xây như chuồng heo vậy đó, rồi gào núi biển mưa lên rồi mở cửa ra rồi đổ đại vô cho nó ăn. Mở cửa có đi vô không?
có nuôi thường, có đi vô. Tại vì ổng ở nhà chăm sóc là ổng tắm, ổng dội giường rồi cho nó đó, là đi vô thường sao như cô không dám vô. Tắm cá sấu luôn hả? À. Trời, tha nhà cô cũng cực dữ hả? Cực, cô cực lắm. Nuôi tôm, nuôi cá sấu, nuôi heo. Cá, nuôi heo, nấu rượu. Trời ơi, rồi nuôi 4 con dâu, 4 con trai nữa. Nấu nướng ai nhà nấu cô? Thì lúc cô nấu rượu mà, lúc rượu ghế cơm, xay qua ghế cơm đó là lúc đó cô đâu có đi ở đó làm chi. Cô lên nhà cơm nước chắc chiều cũng như mình canh giờ, lúc nào cơm chiều vậy đó. Nấu cơm luôn? Nấu cơm ăn. Nấu đồ ăn cho mấy nhỏ gian luôn. Có khi dâu cô đi rước cháu nội cô ở nhà thì về làm tiếp nữa, nó phải làm. Rồi cái công việc của mẹ chồng làm như thế rồi, con có khi nào con chia sẻ với mẹ chồng những điều đó không? Nói ngay thì từ lúc cưới về á thì con còn đi học. Sau khi đi học xong 2 năm tiếp tục để cho xong chương trình học của con đó. Nói ngay con về thì chỉ nói nôm na như quê con nói là thăm bảy đó. Tại vì học xong rồi cái ông xã ông làm ở ngoài thị xã ngoài này nè. Cho nên thì mẹ mới nói vậy nè, chổng đâu thì mày đó đi, mày đừng về ở đây. Cái bảy chủ nhật mà về vậy được rồi. Bởi vì cho nên á là em ở ngoài mà em cũng làm luôn với ông xã em. Nói ngay là về với mẹ là hầu như là thức trắng gần 2-3 giờ sáng. Tại vì đâu có thời gian đâu, em với anh Nhận về là có khoảng chiều tối. Rồi xong rồi cái có khi nằm nói chuyện mẹ cái quên ngủ trong ngùng. Chồng phiều đi ra cho khác ngủ cho cha chưa vô. Bởi vậy cho nên lâu lâu cha phải nhường cho con dâu ngủ với mẹ chồng. hai mẹ con tâm sự, hai mẹ con cảm giác mình hợp nhau những điều gì? Thấy gì cũng kể chuyện này chuyện kia, khi đi mua sắm này kia cũng hợp. Có khi nói ở Lam mẹ thích cái đó kia, cái Lam nói bữa nào con chở mẹ đi mua. Mà tới chở đi mua thấy cái sợ tốn tiền, sợ dâu trả tiền, tốn tiền không dám mua. Rồi giờ chị cảm thấy là mình hợp với mẹ điểm gì nữa? Nói ngay thì cái vấn đề là về lễ phép thì em thấy mẹ dạy em với lại với những điều mà em chia sẻ với mẹ đó là em thấy hợp thứ nhất. Còn thứ nhì là hai mẹ con có cái hợp đặc biệt, giống như ở dưới nhầm người nói là dị đoan nhưng mà không phải, là giống như về tâm linh á. Mẹ nói thôi cứ giết cái này tội lắm con ơi, con nói con cái gì thôi ghê lắm mẹ ơi, tội lắm. Với lại giống như hỗn ẩu hoặc là chê bai người khác rồi đó thì mẹ nói thôi mình đừng nói, mình chưa tháng 5 đi trước tháng 10 đi sau. Vì cô thấy gì ra đường thấy ai gì cô cũng thương nữa, rồi tới cưới dâu về mình thấy dâu mình cũng thương nữa. Tại vì cũng như là con trai không, nhưng mà cũng mình nghĩ là cũng như con gái, mình gả về nhà tao biết người ta thương như mình thương dâu không. À, bốn thằng trai bốn thằng trai bốn con dâu, dâu, có bao giờ cô la con dâu một lần nào chưa? Cái gì ví dụ nó nuôi con, nó chăm sóc con á, có khi như cô thấy hồi đó cô nuôi con của cô thì cô cho ăn giống như là sáng ăn này một chén cơm dụ đi thì cô đúng hết, nó không có đâu đút lần phân nữa nữa. Cô nói sao con đút kỳ, đút cho em ăn lần đi, đút gì mà ăn dính dính thì mày làm hoài. Cái nó nói vậy sao mẹ biết, mẹ không chỉ con ấy. Nó ủa sao vậy? Mẹ tính đâu con đi học á, nó học bên ngành dược, nó gành cũng như chăm sóc con kiểu đó. Mình thấy mình giờ mình cổ lô sĩ rồi, nó hiện đại giờ nó chăm sóc vậy. Vậy mà mẹ không nói con làm con đút nó ăn vậy hoài. Ủa sao mình đút con nữa vậy chị? Nó sợ. Tại vì em sợ giống như là bé no quá, với lại với sợ giống như nó bé ám ảnh cái bữa ăn á. À, đó là một trong những cái điều mà mình chưa cảm giác chưa hợp nhau hả? À, thì gì nó nói hợp cho ngay là không hợp, vậy là nói là làm sửa lại liền hả? À. Chứ có khi nấu cái đồ trong bếp nút, có khi con dâu nó để hơi xa ngoài quá, cô có dạy nó, nói con ơi mình làm gì mình hơi để kỹ một chút, tại vì mình có em nhỏ, lỡ nó chồm lên nó phỏng là tội nghiệp lắm, nó khổ lắm. Rồi nó rồi mấy lần đó lần sau là làm gì nó cũng kỹ lưỡng nha, nó cũng sửa lại chưa rồi. Hay vậy ta. Là không cô có một cái mâu thuẫn nào với mẹ chồng nàng dâu hết. Với cô lúc làm mới về ngủ hay chưa, cô cũng kể cái lịch cũng như cái tiểu sử gia đình cô cho Lam biết. Cha con thức dậy sớm mà ở trong đồng quê, cũng như con thức sớm đi dẹp nhà cửa hay là mẹ dẹp phụ con đi. Có khi cha vui về thấy con thức rồi cha cũng vui. Em nhớ có cái lần đầu tiên mà em về cưới xong đó, có bà nội chồng á, nhớ bữa đó là 7 giờ mấy vậy đó, em mới giật mình thức dậy. Chết rồi, đâu phải nhà mình đâu, trời ngủ gì dữ vậy. Cái nghe mẹ kể, mẹ nói bà nội hỏi, ủa vợ anh Vĩnh ơi mà vợ anh Nhẫn đâu rồi? Mẹ mới nói là nó dọn dẹp, nó quét dọn nhà trên đó mẹ ơi, chắc tới giờ nó chưa xuống. Mình mà đâu biết là mẹ bao chen vậy đâu, thức dậy đầu cổ bồm xồm chỉ có cọt sơ lại thôi, chưa đánh răng nữa, thấy nội ngồi đó là chút. Sao bà nội la con dâu á? Sao nói dâu. Có điều gì ở mẹ chồng mà khiến chị rất là thương mẹ không? Nói ngay là rất là nhiều. Nhắc tới là em nhớ là cách đây hơn một năm đó chính xác, tại vì mẹ bệnh thuốc dậy để điểm. Anh nghĩ thì vừa làm công việc nhà, vừa chăn nuôi, vừa chăm sóc gia đình, mà đùng cái là mẹ nằm xuống, mẹ không đi được. Mẹ nằm hơn 3 tháng trời. Mà trong khi đó là em không một ngày em về thăm. Duy nhất chỉ có một lần là em đi đám giỗ ghét nghe.
Anh biết lý do sao? Em sợ đối mặt với mẹ. Tại vì khi mình nhìn mẹ đi lòng vòng nhà đó, mẹ quét mẹ dọn đó, rồi mẹ làm cái này làm cái kia, mẹ nhắc em Lam ơi cái này bỏ đi con, cái kia bỏ đi con, mà trong khi đó về nhìn thấy mẹ nằm em không dám về. Ông xã em cũng biết, ông nói không về thì thôi điện cũng được, nhưng mà em nghĩ là mỗi lần em điện em nói chuyện với mẹ ngẹn ngào, hai mẹ con cùng ngẹn ngào chắc mẹ biết. Em nói với mẹ mẹ cố gắng thôi đi, đường đạo con cũng chữa trị cho mẹ hết chứ không có thể nào để mẹ gì hết. Nhưng mà em bất hiếu lắm, em biết. Tại vì á là em không về. Có lần em về tới cửa em đi ngược về. Em không vô nhà. Em sợ gặp mẹ nằm vậy đó, rồi cái em khóc, mẹ cũng khóc theo, rồi mẹ suy sụp tinh thần. Em sợ gặp mẹ. Bởi vậy cho nên á em bức ước bối rối. Nói lại là em cảm thấy mình hổ thẹn lắm. Chứ đối với cô thấy không con dâu không về. Không, con không buồn, tại vì cô thấy con dâu mình công việc vậy đó, rồi thằng con mình đi làm nó không rảnh nữa, nó khi làm 8-9 giờ khuya nó về. Bao che cho con. Rồi cô thấy gì cô không buồn chắc gì vậy. Cái cô mà cô không tưởng tượng cô bệnh gì nó như không đang trong vòng chứ mấy tiếng hồ như gì lên đây là đi không được rồi đó, tê dò từ đấy mai luôn. Cái cô hôm nay trời bệnh gì biết làm sao mà từ nào mới đi được trời, ngồi không có đi được mà lết không à, mà cái dò dở không lên nữa. Cô mới nằm buồn cái quay tivi nè, thấy cái nói mà mẹ chồng nàng dâu đó. Cô nói Lam ơi, mẹ muốn mà tham gia chương trình với Lam à, mà cái Lam nói thôi để mai mốt con đăng ký cho mẹ đi, mà mẹ còn đi yếu quá không thắng từ á, nói bây giờ con tham gia giờ con đăng ký thì chừng nào mẹ có khỏe cái mẹ với con lên đây tham gia chương trình. À, đây là một câu chuyện rất là hay. Hy vọng rằng một ngày nào mà mấy đứa con dâu về ở chung luôn đi. Cô có mơ ước là con dâu mình ở chung với mình luôn không? Ở suốt thì nói luôn. Ngay mà dâu gì chắc mơ được, là tại dâu đi làm không đâu có nghỉ đâu. Không chuyện là ngày nào nó mới về ở chung mình được. Thằng con cũng vậy. Mơ ước chỉ là mơ ước hả? Có bao giờ tặng quà sinh nhật cho mẹ chưa? Mẹ thì mẹ sợ tụi em tốn kém lắm. Thì mẹ nói thôi con ơi, con ở chợ cái gì con cũng mua tiền hết trơn á. Ở trong đây mẹ cái gì cũng được hết trơn á. Đồ mẹ cũng có, dép mẹ cũng có. Em không biết lúc đầu em còn suy nghĩ, em nói trời bộ mẹ giấu mình gì sao mà thấy nói ra gì mẹ cũng có hết trơn. Nhưng mà thật sự là mẹ có thiệt, nhưng mà giống như là em muốn mua cái mới, mẹ nói thôi mua nhiêu tiền như vậy trời. Thế mẹ tiết kiệm quá mẹ, đó. Mẹ tiết kiệm nó ngay là mẹ tất cả mẹ chỉ dành cho những người khác thôi, chứ mẹ là mẹ không hề suy nghĩ là tới bản thân mình. Mẹ cô không có xài đồng tiền làm quần quật mà không dám mua gì hết. Sau câu chuyện này thì em cũng muốn mẹ thế nào hay không? Nói ngay thì em chỉ muốn mẹ là mẹ suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút nữa thôi. Con chỉ xin mẹ thôi, một chút nữa thôi, chứ mẹ đừng có suy nghĩ cho người khác nhiều quá. Ngày hôm nay thì cô có mong muốn chị thay đổi điều gì không? Thì biết sao mẹ, thì yêu cầu con ví dụ này nè. Khi nào khi chồng nó đi làm đó, rồi có bạn có bè, khi về nhà anh em với chú bác cái nhậu cái Lam sợ ông xã nhậu say đi rồi cái bị nó không ở đêm, nó về nó kịp sáng nó màng ngủ ở trong này một đêm, sáng nó ra sớm mà mặn nổi. Cái điện về cái mẹ mới nói, cô mới nói con sao lâu mình về lần anh em gặp chỉ vui vẻ nhậu thôi, con đừng có điện có khi người này kia nói con, chứ đâu phải nói thằng này, nói vợ mày gì này kia thôi, mốt thì con đừng có điện gì. Thì cô cũng nói ngay, cô cũng khuyên Lam vậy mà mấy lần sau Lam không có điện nữa, thì cô thấy cô cũng mừng rồi. Dạ. Lô nhậu với bạn bè cũng vui ha. Vui, anh em chứ không phải bạn bè, anh em trong nhà về tụ họp có khi chú rồi ngủ. Mày lâu lâu về lần đi nhậu với tao, mà chú mình đâu có hiểu hoàn cảnh của chồng mình. Dạ. Rồi cảm ơn cô với lại em gái hôm nay đến tham gia chương trình. Hai mẹ con ôm chặt với nhau nào, ôm nhau nào, phải nhớ làm sao về thăm mẹ nhiều hơn rồi nữa. Rồi với mẹ với hứa với con á là từ đây trở lên mẹ cũng bớt lao động, mà tại vì hôm mẹ có bệnh hết chặn mẹ đi không được rồi, giờ mẹ biết là giữ gìn sức khỏe. Yeah. Cố gắng mình nghỉ ngơi đi ha. Chúc cho gia đình chúng ta hạnh phúc và thành công, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Yeah. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Yeah. Yeah. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô, đây là thực phẩm Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, và còn một phần quà nữa dành tặng cho cả nhà mình, đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn hai mẹ con đã đến tham gia chương trình ạ.